Chào mừng quý anh chị đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn màu đen. Thì như anh chị đã thấy là Tucson luôn là một chiếc xe bán chạy trong phân khúc xe SUV hạng C. Trong thời điểm kể từ khi ra mắt thì thời điểm tháng 7 sắp tới thì là 99% là được giảm thuế trước bạ 50%. Thì đây là em làm ở hãng thì trải qua 2 đến 3 lần giảm thuế rồi. Thì tháng 6 là một cái tháng mà rất là thích hợp để anh chị lấy xe, để vừa được hưởng giá tốt, và tháng 7 anh chị đăng ký thì hoàn toàn được nhận cái ưu đãi kép từ cái chính sách này. Mà khi mà thuế được giảm thì hoàn toàn là hãng cũng sẽ tăng giá xe lên một chút. Thì hôm nay thì em xin cập nhật đến anh chị cái chính sách giá cho các phiên bản Tucson, để anh chị có thể lựa chọn cho mình một chiếc xe thích hợp. Thì đây là phiên bản Tucson tiêu chuẩn, thì bên em đang bán với mức giá là khoảng 790 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang rơi khoảng 835 triệu là đã tính được giảm thuế. Và tặng cho quý anh chị đó là dán phim cách nhiệt, tất cả kính này, bảo hành 10 năm. Em bảo hành 10 năm cho anh chị nhé. Trải sàn da, bọc vô lăng da. Và tặng cho anh chị cam hành trình khi mà anh chị trả thẳng. Còn sẽ hỗ trợ lãi suất trả góp khi mà quý anh chị mua xe trả góp, chỉ từ khoảng 0,7x đến khoảng 0,8% một tháng cho 12 tháng đầu. Sang các tháng sau thì là lãi suất sẽ theo cái biên độ điều chỉnh. Và cái giá trị vay tối đa là 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 8 năm. Trên phiên bản Tucson sang đặc biệt thì em bán mức giá là khoảng 895 triệu. Và lăn bánh rơi vào khoảng 945 triệu. Tucson bản dầu là khoảng 995 triệu. Lăn bánh vào khoảng 1.050 triệu. Phiên bản Tuk Turbo là 1 tỷ và lăn bánh khoảng 1.055 triệu. Thì thời điểm này so với cả thời điểm năm 2022 năm ngoái thì cái giá xe đã được giảm, thậm chí là tầm khoảng 100 triệu đến hơn 100 triệu cho chiếc xe Tucson khi anh chị lăn bánh rồi. Đấy, thời điểm này mà mua xe khi 1-2 năm nữa anh chị bán lại thì sẽ không bị mất giá nhiều đâu. Thì trên phiên bản tiêu chuẩn thì em xin review qua một chút về phần đầu xe. Thì xe được trang bị với cụm đèn LED định vị ban ngày, đó, vuốt cược hình cánh chim, rất là thể thao và cá tính. Cụm đèn trước của xe thì được trang bị với bóng halogen kiểu chiếu projector, đèn bi halogen cho chùm sáng hội tụ và pha cốt là chung bóng. Về phần la răng thì trên phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị với la răng đúc với kích thước là 17 inch. Trên phiên bản đặc biệt và dầu đặc biệt, xăng đặc biệt và dầu đặc biệt thì được trang bị la răng với kích thước đó là 18 inch. Phiên bản Tucson 1.6 turbo thì la răng 19 inch. Đó, nó sẽ tăng dần theo cái sự cao cấp của phiên bản. Gương chậu ngoài thì trên phiên bản tiêu chuẩn thì cũng được tích hợp các cái công nghệ như là sấy gương, gập điện, chỉnh điện. Trên phiên bản đặc biệt và turbo thì được trang bị cảnh báo điểm mù cũng như là cam 360 tích hợp trên gương. Tay nắm cửa thì là cùng màu thân xe, được tích hợp nút bấm mở khóa cửa. Và tất cả các phiên bản thì đều được trang bị đèn nổ từ xa. Riêng phiên bản turbo thì có thêm công nghệ đó là dẫn động hai cầu với hệ thống dẫn động thông minh H-Track. Và các phiên bản này thì anh chị đều có thể lên xuống kính bằng chìa khóa. Trên phiên bản tiêu chuẩn thì có thể lên một kính lái, lên xuống một kính lái. Còn trên phiên bản đặc biệt trở lên là có thể lên đến xuống là tất cả bốn kính cửa. Phần cốp xe cũng như là phần đuôi xe thì được trang bị với cụm đèn chiếu hậu sạc LED. Và đây là cái thông số, đấy, số đo nhiên liệu của Tucson. Thì đường kết hợp thì tiêu hao nhiên liệu là 8,1 lít, đường trong đô thị là 11 lít và đường ngoài đô thị, đường cao tốc chỉ hết khoảng 6,5 lít thôi. Còn trên phiên bản máy dầu thì cái con số này là còn nhỏ hơn cơ. Tại vì là xe máy dầu động cơ 2.0 thì đi rất là tiết kiệm và độ mạnh mẽ của xe thì cũng không thiếu gì, và thậm chí là còn vượt trội hơn phiên bản 2.0 xăng.
Đằng sau cốp thì cũng được trang bị cho tất cả phiên bản, đó là camera lùi. Bản đặc biệt trở lên thì được trang bị camera 60 và kèm 4 cảm biến. Đến phần cốp xe thì cốp của Tucson anh chị có thấy rất là rộng, khoang cốp rộng rãi và được thiết kế rất là hài hòa. Trên phiên bản đặc biệt thì sẽ có hệ thống loa ở đằng sau. Ở đằng sau này thì cũng có những cổng sạc 12V công suất 180W và có lỗ dự phòng ở bên dưới khay cốp. Ở cốp Tucson rộng thì giúp anh chị mình có thể tham gia được nhiều cái chuyến dã ngoại mà mang được rất là nhiều hành lý. Đấy, cũng như là để được những cái bộ gốp giúp anh chị đến những cái sân gốp được thoải mái và rộng rãi hơn. Trên phiên bản đặc biệt thì và turbo thì cốp được trang bị đó là cốp điện với ti thủy lực điện có hỗ trợ nhớ cốp và chống kẹt thông minh. Đến phần nội thất thì Tucson được trang bị với hai tông màu nội thất. Trên phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì là màu nội thất là màu đen trần màu xám kem. Còn trên phiên bản turbo thì là ghế da màu nâu đỏ, nâu da bò rất là sang trọng. Thì trên phiên bản tiêu chuẩn này thì được trang bị với số loa đó là 6 loa. Còn trên phiên bản đặc biệt và phiên bản 1.6 turbo thì được trang bị đó là 8 loa bông cao cấp. Vô lăng thì được trang bị với tất cả đều là bọc da 4 chấu. Có những cái núm và phím bấm mạ bạc đó, rất là sang trọng. Phiên bản đặc biệt trở lên thì đã được trang bị thêm gói Hyundai Smart Sense. Đó là hỗ trợ giữ làn đường này, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù trên gương, rồi hỗ trợ phanh phía trước cho người đi bộ và cảnh báo phương tiện và hỗ trợ phanh khi có phương tiện cắt ngang phía sau, kiểm soát hành trình chủ động SCC, vân vân. Đấy, thì đây là một chiếc giải thưởng do VN Express tổ chức, được người bình chọn là bình chọn Tucson là một chiếc xe crossover cỡ C, xe của năm 2022 với doanh số bán ra rất là tốt cũng như là độ hài lòng của khách hàng về chiếc Hyundai Tucson này. Ở trên phiên bản đặc biệt và phiên bản turbo thì được trang bị màn hình sau vô lăng, đó là màn hình digital kích thước là 12,5 inch. Và phiên bản tiêu chuẩn và các phiên bản, tất cả phiên bản đều được trang bị màn hình giải trí với kích thước đó là 10,25 inch, với những cái phím bấm cảm ứng cũng như tích hợp công nghệ đó là Apple CarPlay, Android Auto, rồi thì bản đồ định vị dẫn đường do Hyundai phát triển cho thị trường Việt Nam. Trên phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản xăng đặc biệt thì là cần số nó vẫn là cần số đơn thuần, còn phiên bản dầu đặc biệt và turbo thì là trang bị với cần số bằng nút bấm. Sạc không dây chuẩn quy cũng được trang bị cho phiên bản đặc biệt trở lên. Tất cả phiên bản đều được trang bị đó là phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold kèm công nghệ là hỗ trợ độ đèo. Đây là phím bật tắt camera 360 độ. Thì trên phiên bản đặc biệt trở lên thì cũng được trang bị đó là sấy ghế, lọ sấy ấm ghế và làm mát ghế cho hai hàng ghế phía trước. Duy nhất phiên bản turbo thì được trang bị với cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Đó, ghế của Tucson thì tất cả các phiên bản ghế lái đều được chỉnh điện, còn phiên bản đặc biệt trở lên thì ghế phụ cũng đều được chuyển sang là chỉnh điện rồi ạ. Về hệ thống an toàn thì cơ bản thì chiếc xe được trang bị với các cái công nghệ cơ bản như là cân bằng điện tử, rồi thì hệ thống cảm biến sau chống bó cứng phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử phanh khẩn cấp BA. Cùng đến với hàng ghế phía sau thì anh chị có thể thấy hàng ghế phía sau của Tucson rất là rộng, với độ ngả lưng ghế có thể điều chỉnh được. Với độ ngả ngả lưng ghế này thì anh chị đi trên cái cung đường dài hoàn toàn là giảm rất là nhiều cái sự mệt mỏi và áp lực cho cột sống. Đấy, anh chị có thể ngả lưng ghế phù hợp. Với cửa gió điều hòa ghế sau thì giúp chiếc xe được làm mát nhanh hơn và đều hơn. Đến phần động cơ của xe thì xe được trang bị phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản xăng đặc biệt được trang bị với động cơ dung tích là 2.0 lít và cho công suất là 156 mã lực. Còn trên phiên bản dầu đặc biệt là động cơ 2.0 turbo
được sản sinh công suất là 186 mã lực. Còn trên phiên bản xăng turbo thì được sản sinh công suất đó là 180 mã lực. Đó, anh chị quan tâm đến chiếc Hyundai Tucson thì xin vào liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình thì em sẽ tư vấn rõ hơn và cập nhật chính xác chính sách giá cho anh chị theo từng thời điểm. Thì thời điểm tháng 6 là một thời điểm tốt để mua xe lắp ráp, được nhận ưu đãi kép để tháng 7 anh chị đăng ký được giảm 5% lệ phí trước bạ, thì xin vào liên hệ để em được tư vấn rõ hơn. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Em xin chào và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.